Chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Sóc Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt đồ bộ mặc nhà với chất liệu là vải đũi lụa. Và với bộ đồ này thì các bạn chỉ mua cho mình, chẳng hạn dài quần các bạn sẽ tính như thế này để mình mua vải nhé. Dài quần của mình là 60, nếu mà cả đường may các bạn cứ mua cho mình là 70 cm với lệ chun liền. Và áo của mình là 60, các bạn mua 1,5 m nhé, là mình cắt đủ các bộ đồ bộ này. Ống của mình là ống suông, rộng một chút là 27. Và các bạn thắc mắc là mình gần như là không bao giờ mình trải vải, mình cắt mà mình toàn pha vải trước để mình cắt. Vì khi mà với nhiều loại vải ấy, mình không pha vải, trong lúc mình pha vải thì rất là lâu nhé, và rất mất thời gian cho các bạn xem nhé. Hôm nay thì mình sẽ pha vải cho các bạn xem cách cắt một cái quần đồ bộ này. Với mẫu quần này nhé, là quần ống suông rộng thì sẽ hết khổ, thì mình sẽ gập đôi luôn thân trước và thân sau vào như thế này để mình cắt luôn thân trước và thân sau nhé. Đây, dù là mình có pha ra, cắt nhỏ ra hay là nguyên cây cũng vậy nhé. Các bạn cứ gập thẳng canh vải cho mình, vì là cắt quần nên là phải gập thẳng canh nhé. Quần này của mình là mẫu quần ngố và áo sát lách, hoặc là các bạn có thể may một ít tay cũng được, tay dạng tay ngắn cũng được thì nó xinh hơn. 10 cộng với 6 là 66. Tính hạ mông cho mình, vòng mông của mình là 96, các bạn chia 4 là bằng 24. 24 cộng với lại 9 hoặc là 8, với mông to này các bạn cộng cho mình là 8. 24 cộng 8 là 32. Hạ mông cho mình là 32. Thực ra cắt quần đồ bộ là rất là nhanh và dễ. Rộng ngang mông bằng 1/4 vòng mông cộng 10. Vòng mông này 96 chia 4 là bằng 24 cộng 10 là 34. Mình có thể cộng 35. Vào cửa quần mình để là 5 cm hoặc là 6 nhé. Mình để 6 để cái phần khi mình vào sâu một chút thì cái phần cửa quần của mình nó rất là phẳng, nó không hay bị thừa. Các bạn sẽ gióng vuông góc lên và check vào cho mình là 2 đến 3 cm. Từ dưới lấy lên 10. Các bạn lối vào đây. Đừng chéo này, mình chia đôi. Lấy vào 1/2 cho mình. Mình được cửa quần của thân trước. Cái này của mình là 35, chia cho 2 là bằng 17,5. Các bạn chia đôi đoạn này ra là 17,5. Ống của mình 27. Các bạn chia 2 là bằng 13. 13,5. Các bạn lấy 13 và 1,5 cm đường may. Ống là 13 và 1,5 cm đường may. Các bạn lối này cho mình. Sườn này các bạn lối lên đây. Vẽ luôn cho mình từ rộng ngang thân trước này xuống 0,5. Và đoạn dưới này để cho mình 2 cm. Các bạn lối luôn đây cho mình. Dâng luôn cho mình đũng thân sau, đoạn này lên là 2 cm. Các bạn sẽ vạch cái đường này ra. Lấy vào cho mình 7 cm. Chí là vào đây. Rộng ngang eo thân trước này, lối lên đây cho mình. Từ dưới lấy lên 10 đến 12. Đừng chéo đây, mình chia đôi. Lấy vào 1/2 là mình được đũng quần của thân sau. Vậy là mình hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước và thân sau của quần. Sườn thân trước và thân sau bằng nhau.
luôn thân sau trước. Lật lên cắt thân trước này. Các bạn lật thân sau lên nhé, mình cắt thân trước. Cắt hai lá của thân trước này. Đoạn này mình cắt thân sau. Sườn này các bạn cắt rời ra. Lưu ý là cái phần này các bạn sẽ cắt trơn đều cho mình, eo đánh vào cho mình 0,5. Vậy là mình hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước và thân sau. Các bạn cắt túi quần cho mình. Túi quần thì mình sẽ cắt túi gập liền. Mình sẽ gập đôi vải và mình cắt luôn. Và vải này bên mình có bán là 50k một mét với bán lẻ. Còn bán xỉ các bạn liên hệ với mình. Gập đôi vào, mình cắt túi liền. Các bạn nên cắt túi như này, nó rất là nhanh này. Dài túi các bạn để cho mình 28 đến 30. Mình để 28 thôi, vì đồ bộ, mặc nhà. Sau đấy nha, các bạn sẽ lấy thân trước ra. Lấy thân trước nhé. Đặt phần sườn đây. Các bạn cắt như thế này nha, nếu mà vải mà khác màu thì nó cũng không sợ, nó không khác được đâu nhé. Nó sẽ chuẩn màu 100%. Thì mình để đúng được chiều của quần. Cái này các bạn sẽ đánh cong vào cho mình. Cong trơn vào nhé. Lật cái này ra, để phần sườn thân trước lên, mình vẽ miệng túi, phần sườn nhá, chỗ eo của thân trước này đặt lên, miệng túi mình để là 5, dài mình để là 18 đến 19, mình để 18, cắt cho mình. Còn phần chun thì các bạn sẽ cắt cho mình dài chun với mẫu quần XL là từ 30, từ 60 đến 64 cm. Chun thì các bạn cắt tùy vào các bạn nhé, tùy thuộc của chun giãn nhiều hay giãn ít. Và phần lắp ráp của mẫu quần này các bạn sẽ vào kênh xem giúp mình. Mình đã hướng dẫn rất nhiều video lắp ráp hoàn chỉnh mẫu quần cũng như mẫu áo. Mình chỉ hướng dẫn các bạn cách cắt làm sao cho nó chuẩn và nhanh.